bóng người cha già cõng con, làm cháu như bao ngày. Đứa con ngày đêm dày sao, con chỉ mong được. Ê, hai thằng này đỉnh quá với nhau cái gì, bố mày biết rồi nha. Ủa sao này lấy hiền nè, cũng quên quá rồi. Đứa con ngày đêm dày sao, con chỉ mong được thứ tha một lần. Tèo 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 tèo. Chợt trong ký ức bóng người cha già. Tao lấy gọn. Gì tao lại mày. Giúp địch cùng mày chúng mày. Chụp nó AFK rồi. Hồi đó ai giúp đầy luôn rồi. Qua đây giúp bố mày xì mai cho thằng ngu như bò. Bố lấy xì mai rồi, nhìn vậy còn biết chạy qua đây bố giúp. Nó nói mày ngu. Nó nói với chị mày trong khách sạn là mày ngu mà không tin. Trời ơi, lấy xì mai là anh tính cả rồi. À cái thằng kia ăn rét. Mày lên đây, mày từ từ đợi xíu. Đấm mày luôn, rip chết rồi. Đánh mày luôn. Dạ. Mày đứa con ngày đêm trời sao, con chỉ mong được thứ. Ôi thằng để tao cầm hê phải để ý mới được, để cho tao cầm hê, để tao cầm hê đó nha mày. Ôi trời ơi, nó đánh đau. Ép liền, tranh thủ lại lên. Tóc biến lên quánh mà chích bọ mà nó tóc biến chạy nè. Mày làm gì? Mày xì lô mày nè, mày làm cái gì? Che tên làm cái gì? Nhiều. Mua toàn cái rồi. Mười mấy triệu nhiêu? Bill với ba đất xài cạn gì? Một con tóc không. Nó có bị tắc má. Trời ơi, mày làm chú đích. Tao không lên hỏi nó chứ lên có gì đâu. Tôi thiệt chứ mới có lần trước tôi mới ngủ 2 tiếng ông kia lên tôi cũng tiếp mà không mà ngồi ngáp. Tôi đâu phải là dạng kinh người đâu. Chơi 2 ngày mới ngủ được 2 tiếng ông kia lên mà mắt đỏ hoe cay cũng phải chờm vậy. Lẽ người ta lặn lội làm sao tới đây, không lẽ mình không tiếp. Khi đợi sinh, nếu anh được lựa chọn thì nếu bây giờ được lựa chọn một lần nữa thì anh chắc lựa chúng số chứ còn đéo chúng mình lâu. Nếu
Nếu bây giờ được chọn lựa một lần nữa thì chẳng có lẽ vẫn yêu em như ngày xưa. Nếu bây giờ được chọn lựa điều anh ước mơ thì anh tin em vẫn mơ như anh từng mơ, vẫn mơ rằng trọn đời này được yêu em mãi, dù có tiếc nuối những đắng cay trong ngày mai. Vẫn mơ rằng trọn đời này anh trao đến ai, tình yêu trong anh sẽ mãi không bao giờ phai. Bởi vì một khi anh đã yêu là con tim anh đã dâng trao cho tình yêu. Dù đường tình yêu muôn khó khăn và đôi khi anh biết anh không được may mắn, chẳng cần bận tâm hay nghĩ suy, mình hy sinh cho ai đó sẽ được những gì. Đây, na sốt lại nè. Bích đầu tiên nè, hành lên đi. Đã yêu nhau thì cứ yêu đi, sẽ cho ta ngày tháng chẳng hề phung phí. Và nếu bây giờ anh đây được nói một lời, nói anh còn yêu mãi một người, chẳng có bao giờ anh muốn xa rời. Và nếu bây giờ anh đây được chết một lần, chết cho tình yêu sẽ bất tận, chẳng có bao giờ anh thấy ân hận. Chỉ cần anh biết anh luôn hàng yêu em, chẳng có bao giờ anh thấy ân hận. Chỉ cần anh biết anh luôn hàng yêu em. Wow. Thôi, thôi là bản nhắc chung kết lần này tôi đọc kịp không thôi là chết mẹ rồi. Thôi là bỏ mẹ mồ coi rồi. Thang kèo. Tình. Kiếm hết mấy bài tủ vô hát coi. Quên em trong từng cơn đau. Đây. Tạm biệt. Tạm biệt em nhé. Sao lạc rồi. Tạm biệt em. Sao tự nhiên lạc tâm ta. Tạm biệt em nhé, chắc anh phải ra đi. Bởi vì anh biết trái tim em đã đổi thay, chẳng còn yêu anh, chẳng muốn anh bên cạnh em như lúc đầu. Một người mới thay anh mang đến cho em bao vui buồn, và lần sau cuối anh không cho người anh yêu. Và cơn đau ấy đã giúp anh mạnh mẽ hơn, để rồi anh biết thế giới anh không còn em, anh vẫn cười. Phải tập sống không em, anh bước đi trên đường mai sau. Rồi anh sẽ nhớ em lắm, em có biết không hỡi người. Nào.
nằm ôm ký ức quá khứ, anh khóc trong chiều mưa rơi. Thật lòng anh nhớ rất nhớ ánh mắt đôi môi thơ nào. Dẫu vào nỗi buồn, anh quên em trong từng cơn đau. Tạm biệt em nhé, chắc anh phải đi tù. Bởi vì anh biết trái tim em đã đổi thay. Ủa chù chà, quanh nó xin dao nó thòng. Để rồi anh biết thế giới anh không còn em. Anh... Xin chào ơi, Na Sốt bảo mày tối lên sân vai. Dịch công mà em mày tui. Một. Em không có nói vậy nha. Nó đặt đều vô khống em đó. Nó đặt. Để nó đừng có ganh mà em mới vô chú Phạm nó đè nó ganh cái máy nhìn không ra luôn. Đợi chừng nào xanh lên phải chắc on sữa. Sủa là lên được. Mình chưa có lợi gì nè. Lee Sin đang red trước luôn kìa. Oh what the fuck, lấy cái dũng khí khủng lồ luôn, đá lấy siêu à. Em farm thôi, đợt cờ mờ anh. Má cái thằng này coi stream tôi hay gì mà biết xin sao nâng W chứ. Để hành nè à. Ghê đó. Ây da, má nó chơi đòn thứ ba nó xỏ kìa. Không được rồi, không ổn rồi. Thằng này cáo rồi, thằng này biết chơi xin sao rồi. Bết xin dạ. Đứng nhìn. Thằng này nó biết chơi rồi, nâng W trước rồi. Úi giời ơi, em về nè. Tụi má tán cái đòn thứ ba đau thế. Cái gì vậy? Mày đứng trên e nó đi. Nó xe bắn mày có mày đau không? À, không thèm đơn quy luôn nè. Mày farm có 10 con như nhiêu đó, mày lo rỉ máu anh rồi mày có farm được không? Mày có farm được đéo đâu. Đam mê. Má sao đánh thường cái đánh hụt kìa. Má làm miếng con xe mất 6 quy sầm xí đú không? Mất tiền nữa. Tôi đánh trước một cái mà tôi nó chưa gây đam mà tôi quy rồi. Nhưng mà không sao, farm hơn này là được rồi. Mày lo hành anh mà mày có farm được đâu, đầu đánh thứ ba chứ gì. Anh nhìn là anh biết rồi, đó, gõ đi, ừ, hết đầu đánh thứ ba lên farm nè. Làm gì anh? Mày ngon mày đánh anh cái rồi, đậu xanh. Mày, anh quất mày luôn nè, mày thích không, mày giờ mày như nào? Anh mít con xe là anh chán đời rồi đó. Thích mày như nào? Mày hồi máu ra đi. Nó, thằng khai xích nó lên đó, tao nói cho mày biết. Mày chắc anh sợ bị quá nè, anh đứng đây luôn nè, rip đánh mày nè. Đó, mày thấy anh khai xích tới không? 6 quy vô mồm anh nè. 6 quy vô mồm nè, thấy không? Quá đơn giản. Anh xin chào này biết chơi đấy. Giết nó nè thầy. Đâu mày, nó ta le lên liền giờ. Anh thì không biết hắc não vậy. Này nó ta le lên nè. Ơi chết.
sao không để Quy ăn xe ta? Nè mà lên thông anh đi, mà lên thông anh xì lô xong chạy về luôn nữa. Rồi bay. Rip đánh. Về. Rồi mua thêm những đồ răng nữa, những đồ răng giờ nó thế. Thiếu mà nào. Thôi anh ơi, anh ơi, anh ơi, anh ơi. Em giỡn thôi mà. Thằng rừng là thằng Lee Sin hả? Em cắm quạt cái. Má mấy cái tóc biến mà dâng cao vậy chắc chết quá. Đánh nó rip. Đánh nó rip. Mẹ tao hành mày, tao quất mày luôn. Quất mày luôn. Ôi, ôi cái nữa, nó thầm cái nữa đó. Coi à đánh trước. Nó cầm dao. Tất nhiên nhìn nó phải xa đâu. No. Nó chạy mẹ, nó hết quy rồi. Nó hết quy, hồi nó hồi cũng hồi chứ giờ tao chạy đâu giờ. Mẹ nó ép cái đây rồi tao chạy đâu giờ. Nó sẽ mạnh hơn cái bánh thường. Má nó anh trước mới cày chứ. Rồi mất quay clip luôn. E rồi à, rồi là nó chết con mở nó rồi. Cái E nhiều đam. Ông nhìn nó nhiều máu. Ông nhìn nó còn nhiều máu mà ông đòi E nó chết. E không AB mà đòi chết. Nè. Đây nè, E 55 đam. Ôi thôi 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 anh ơi. Chơi ngu rồi. Má tiện tốn mà nè. Ngu rồi. Ô đi xin lên. Ô level 6 luôn rồi. Má cái gì mà nó level 6 rồi. Thì mới level 5 vậy. Má thì mày chơi lầy vậy hả? Mất cái quyền mày rèm luôn. Vậy là anh đi. Má làm mất hết bài rèm của tao luôn. Khốn nạn thiệt. Đi với xin chào này bạn phải đánh nó trước cho nó hết máu, nó không dám nó đánh liên tục. Nó ở một cái số máu mà nó yếu nhất định, nó không dám lên đánh để nó hồi máu lại thì lúc đó bạn đè nó mới được. Mà 4 mấy giây nó cũng có tay le mẹ rồi. Sao? 4 mấy giây nó về. Đục mày luôn. Mày chơi anh hả? Mày chơi anh hả? Giáp anh lên rồi. Ba vô lính anh trừ giáp luôn. Đó, giờ là được farm rồi đó.
Giờ là khô máu nó được rồi. Đây. Mua đồ dài với cái những đồ răng. Chuẩn bài. Mày địt mỏ mày. Ghét rồi, mày giờ mày muốn farm hay mày muốn chơi? Mày muốn farm hay muốn chơi? Mày muốn farm hay mày muốn chơi? Mẹ đã anh muốn farm rồi mà cứ địt nó, bây giờ chat online địt mẹ mày muốn farm hay muốn đánh? Chửi liền. Đây hồi nãy là chưa có cơ hội, giờ là phải có cơ hội, là phải mình win lane rồi mình phải sửa lên liền. Ờ định định anh hả? Mày sẽ sanh định cho anh hả? Mày tuổi gì cản anh sanh? Phải sửa lên liền. Trời ơi, mấy khi có mấy khi mình sanh. Đó là tâm lý đó. Chứ giờ mà tôi nói ok rồi tôi nịnh nó chẳng khác nào là mẹ nó troll cái là trận đấu nó hết hấp dẫn rồi, cái đó là chiến thuật để mình tìm một cái trận đấu hay. Có cơ hội là mấy khi mà mình được sanh có cơ hội là mình phải gáy lên liền. Nè anh vô đây anh farm nè. Ủa đây sao yếu vậy? Thông anh đi. Thông anh. Anh đâm vô rip. Cản anh thanh hả? Cản hộ nha. Ôi còn thiếu miếng nữa chứ. Thiếu miếng nào. Trời. Mày. Ôi thông đau thế. Thông đau thế. Tao lát chứ tao để biết red cao quá. Giảm số 2000 cả. Má có cái tốc biến lần Lucian bốc hơi rồi đó. Tạm biệt em nhé, chắc anh phải ra đi. Bởi vì anh biết trái tim em đã đổi thay. Chẳng còn níu anh, chẳng muốn anh bên cạnh em như lúc đầu. Một người mới thay anh màn đen cho em bao vui buồn. Ôi trận này 500 năm sĩ thôi, năm sĩ quy thôi được rồi. Cái đó mới vô để mình lấy 5 cooldown thôi chứ hồi trước thì nó còn hồi mana. Thí dụ như nó hồi phần trăm mana, còn giờ hết rồi. Thì mình cũng không để làm gì, chủ yếu là lấy cooldown thôi. Còn hồi trước vừa có cooldown vừa hồi mana nữa. Ui, Monfire lên hả? Monfire lên thì anh đục ngay mày luôn á, anh đục ngay mày luôn á đó. Rồi mày tông đi.
tông đi, rồi rồi đó, lên đây tông lên, rồi lên đây mày, lên đây mày, lên đây nghĩ gì vậy, đánh rét là xì lô nè, e một cái nè, đó mày luôn, mày luôn, mày lên đây thằng tiếp theo, lên đây nghĩ gì vậy. Thấy anh lại không? Rồi đó, rồi đó, mày còn anh ti không? Mày còn anh ti không? Ủa chủ bắn. Ủa sao tên mình nó chưa nghe được vậy? Mày biết. Sao nó bị tên nó chưa nổ nghe được? Mày biết. Chỗ nó nghe chúng mày đi. Ừ đúng rồi. Cho nó e chúng mày đi. Cho nó e chúng mày đi. Vậy đi thi. Nè con, ê, con đó nó anh ti nè. Nó dụ nó anh ti. Tao dụ nó anh ti. Tao dụ nó anh ti tao nè. Ủa sao nó anh ti. Mẹ thấy nó hoài, hoài lại rồi mà. Mày đừng có vào đếp nó coi. Con mà chó này. Quất. Wow, người ta chỗ người ta farm cái WP như thiệt. Đấm thường cái nè, rồi. Bay đâu rồi, bay đâu. 6 quy nè, bay đâu. Ê, cái xe. Rồi, cũng mất 6 quy cũng vậy. Ba quy vậy, game ăn được nhiều trụ chứ. Trời xô luôn rồi. Xô luôn rồi. Lắc gì trời. Bên này có bị thanh lắc không? Có. Là coi có bóng đá bóng đủng gì không, bóng đá gì lên không,